phần nào đó đang ăn cỏ lên. Vậy nếu anh trông thấy cầu, chuồng cầu, chó và người trong cầu, thì anh có thể đọc thuộc đoạn đầu bài ngụ ngôn không nhỉ? Có lẽ được. Hãy thử đọc xem nào. Nghe tôi nói thế và giảng giải cho nó hiểu cách làm thế nào để học thuộc một bài mới, đầu tưởng chừng như khó lắm. A Tháp vừa cảm động vừa lo sợ hiền to. Thần như 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 Thần như